Phong xin kính chào tất cả quý bà con cô bác nha. Xin chúc cho cả nhà một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Tối ngày hôm qua, tối muộn ngày hôm qua thì có một cái diễn biến mà chắc là rất nhiều kênh sóng người ta đưa lên, người ta phát lại cái video clip của vợ chồng Thủy Tiên. Nhưng mà ngày hôm qua thì chỉ có mỗi một mình người chồng, đó là Lê Công Vinh, lên tiếng. Đưa ra những cái thông tin đáp trả lại cái việc làm của chị này sau khi chị ấy lên tiếng và tiếp tục một lần nữa vạch ra cái câu chuyện là về cái giấc mơ của mình 320 tỷ trong cái đợt hỗ trợ kêu gọi từ thiện miền Trung vừa rồi. Trong cái video gần đây nhất của ông chồng Thủy Tiên á, tức là doanh thủ Lê Công Vinh, lên trên đó đưa ra hai cái yêu cầu. Tôi sơ qua cho quý khán giả thấy hai cái yêu cầu này để cho tất cả quý khán giả biết được rằng là liệu rằng cái câu chuyện này nó sẽ ngã ngũ như thế nào và nó đi đến đâu hay là không nhé. Cái yêu cầu thứ nhất của anh ấy đó chính là anh ấy nói rằng thôi bây giờ chị này ơi, đừng có lên tiếng nói rằng tôi mơ này, tôi mơ kia, tôi có giấc mơ này, giấc mơ nọ nữa. Mà anh ấy lên tiếng, anh ấy thách thức luôn. Thách luôn chị Hằng, nói một điều rằng là xác nhận rõ giùm cho tôi một cái, chỉ cần chị lên chị khẳng định thôi. Khẳng định một điều rằng trong tài khoản của Thủy Tiên có 320 tỷ trong cái đợt mà cứu trợ lũ lụt miền Trung vừa rồi. Đó là vấn đề thứ nhất. Để làm gì? Để anh ta có được cái cơ sở mà anh ta khởi kiện. Chứ nếu ngoài một giấc mơ không á, thì anh ta không có khởi kiện được. Vấn đề thứ hai á, đó là anh ta yêu cầu bản thân của chị này hãy lên chứng minh một điều rằng chị ấy nói là vợ anh ta sử dụng tới hai tài khoản trong cái đợt hỗ trợ lũ lụt miền Trung. Thì anh ấy yêu cầu bản thân của chị này hãy lên chứng minh điều đó. Ở trong cái câu chuyện này, tôi nói thật với tất cả quý khán giả, hai cái vế này giờ hai bên này đều mang nhau ra, đưa ra trên cộng đồng mạng để đấu tố với nhau. Nhưng mà thực sự chỉ là game gài hết. Bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng vợ chồng của doanh thủ, của cầu thủ Lê Công Vinh và nữ ca sĩ Thủy Tiên, thì họ đều biết được một điều rằng nếu bây giờ bản thân của chị này mà đưa cái thông tin cá nhân về thông tin khách hàng của anh ấy ra, về cái số tiền thực tế ra để mà chứng minh cái điều đó, thật sự rất là khó. Nhưng mà anh ấy cũng không có tạo quá khó cho bản thân của chị này, đó là anh ta chỉ cần yêu cầu là lên khẳng định một điều rằng đừng có mơ nữa, mà khẳng định là ở trong đó nó có 320 tỷ thôi. Thì xét về góc độ đó cũng đúng chứ không phải là không đúng. Nếu mà cứ giấc mơ như vậy á, thì cuối cùng nó không làm rõ được vấn đề gì cả, mà nó cũng chỉ là giấc mơ. Dù rằng sẽ có những người đang đứng ra ủng hộ cho chị này, họ sẽ tin rằng những cái giấc mơ đó là thật. Họ sẽ tin những giấc mơ đó là thật. Nhưng bản thân của những người trong cuộc giống như vợ chồng của Công Vinh và Thủy Tiên, thì họ nói rằng bây giờ họ thách luôn là lên khẳng định đi, trong tài khoản có 320 tỷ. Thì sau đó họ mới biết đường họ tính tiếp. Cái vấn đề thứ hai là chứng minh được rằng Thủy Tiên sử dụng hai số tài khoản để kêu gọi trong cái đợt hỗ trợ từ thiện miền Trung. Về cái vấn đề này, bây giờ chúng ta đặt ra một cái góc nhìn trong cái câu chuyện này nhé. Tôi thấy nó có một cái điều khá là lạ. Cái việc của họ làm trong khoảng thời gian vừa qua, nó trôi qua đã gần cả năm trời rồi mà không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà không hiểu tại vì sao từ khi bắt đầu bản thân của chị này, chị ấy lên tiếng, chị ấy yêu cầu công khai minh bạch sao kê về cái vấn đề từ thiện á, thì lập tức rất rất nhiều ca sĩ người ta lên tiếng, và đặc biệt ở đây được nhắc đến nhiều nhất đó chính là vợ chồng của Công Vinh và Thủy Tiên. Cái số tiền đưa ra nó cũng liên tục nó thay đổi, lúc thì nó con số này, lúc thì nó là con số khác, rất nhiều vấn đề đằng sau đó. Và cái câu hỏi mà khá là nhiều người khi mà họ còn nghi vấn trong cái câu chuyện này họ đặt ra, kể cả những fan hâm mộ và những anti fan cũng như vậy, họ sẽ đặt ra một cái nghi vấn là tại vì sao, đặt một cái câu hỏi chứ không phải là nghi vấn nữa. Họ sẽ lăn tăn ở cái chỗ nếu họ vẫn còn có niềm tin, dù cho là fan đi chăng nữa, thì họ đặt ra cái câu hỏi là ủa tại vì sao trong suốt quãng thời gian nó dài đến như vậy, cái việc làm của mình vốn dĩ nếu xét về góc độ pháp luật, mấy người này bây giờ chưa nói là vi phạm pháp luật, bởi vì chưa có cái cơ sở chứng minh rằng họ vi phạm pháp luật ở chỗ nào, trừ trường hợp là cơ quan chức năng họ vào cuộc họ điều tra, thì khi đó chúng ta mới dám khẳng định được điều đó và chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng. Còn xét về mặt pháp luật, về cái nghị định 64 trong cái công cuộc làm từ thiện, thì họ không bị vướng vào vòng pháp lý.
Nhưng cái ở đây đầu tiên họ vướng đó là về mặt dư luận. Họ đặt ra câu hỏi là tại vì sao trong gần cả năm trời như vậy không có chịu sao kê, không có chịu lên tiếng. Mà bây giờ nó sẽ có hai cái sự tác động. Cái sự tác động thứ nhất là từ cái việc mà bản thân của chị này, chị ấy lên sóng liên tục trong thời gian vừa qua và nhắc tới hàng loạt những văn nghệ sĩ yêu cầu người ta đứng ra làm rõ và minh bạch cái số tiền từ thiện, thì bắt đầu người này đòi sao kê, người kia đòi sao kê. Cái vấn đề thứ hai nữa, nếu chúng ta để ý trong vòng vài ngày vừa qua thôi, sẽ có một cái loạt bài ở trên một số báo chí, và đặc biệt là hướng tới cái câu chuyện là sắp sửa có một cái bộ quy tắc ứng xử dành cho giới văn nghệ sĩ. Và trong đó nó có kèm luôn cái điều khoản là minh bạch, công khai minh bạch trong vấn đề làm từ thiện. Thì bây giờ mới tức tốc lên tiếng về vấn đề này. Trong khi đó cộng đồng mạng, hàng trăm ngàn người, thậm chí là hàng triệu người, người ta lên, người ta gào thét suốt gần một năm vừa qua. Hãy để ý trên Facebook chúng ta sẽ thấy có lượng fan của hai vợ chồng này thì cũng có một lượng anti fan không hề nhỏ. Họ lên tiếng, họ đấu tố và họ đưa ra hàng loạt những cái câu hỏi, họ đưa ra hàng loạt những cái bằng chứng để họ chứng minh cho những cái việc đó. Thế thì để làm rõ cái vấn đề này đó, vốn dĩ những người trong cuộc họ phải làm từ lâu rồi chứ không phải để đến bây giờ. Không phải để đến bây giờ. Và để rồi đến khi chị này, chị ấy nương vào câu chuyện này đó, thì sẽ có nhiều người, người ta thấy rằng ồ, cái công này là cái công lao do bản thân của chị này lên tiếng. Mà cũng phải nói thật một điều rằng cái tiếng nói của người này nó cũng ít ra, nó cũng gây được cái sự xáo trộn trong dư luận thật sự. Một cái đội hình anti-fan cực kỳ hùng hậu, thành lập từ sau khi cái đợt lũ lụt miền Trung xong đến bây giờ chưa giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà chỉ có một người phụ nữ họ lên tiếng vài cái video clip thì ngay lập tức có những người bắt đầu có những cái động thái lạ. Bây giờ lên tiếng đòi sao kê thế này thế nọ. Tôi nói thật, trong cái sự việc lần này, nếu nói về cái vấn đề pháp lý thì bây giờ hai người mang nhau ra chỉ có để đấu tố nhau trên mạng như thế này. Tôi nói thật, bản thân của chị này, chị ấy cũng không dạy gì đưa cái thông tin đó ra đâu. Chị ấy sẽ cứ ám chỉ nó là một giấc mơ. Còn bên phía của Công Vinh và Thủy Tiên muốn chứng minh được mình trong sạch và lấy lại danh dự của mình như những gì đã phát ngôn trong cái video clip gần đây nhất của cầu thủ Công Vinh, thì mình phải tự mình biết được rằng mình nên làm cái việc gì, chứ không phải đợi đến khi mà cộng đồng mạng họ soi ra. Thời bữa nay chứ không phải như trước kia. Tôi nói thật, đi lên xem lại những cái bài viết ở trên những cái trang Facebook, những nhóm anti-fan họ đưa ra không phải không có cơ sở, và người ta đặt ra hàng loạt những cái nghi vấn. Nếu một người làm cái vấn đề này mang cái tính chất trung thực và trong sạch thì hà cớ gì lại đi tạo ra một lúc hai cái tài khoản, không phải là hai nữa mà thậm chí là ba cái tài khoản ngân hàng cùng một lúc. Ba cái tài khoản ngân hàng cùng một lúc để làm cái gì vậy? Và có nhiều người, người ta đã chứng minh được một điều rằng đó chính là một cá nhân hoàn toàn có thể tạo được cùng một lúc song song rất là nhiều cái tài khoản ngân hàng. Đây là cái thông tin cho quý khán giả xem. Sơ sơ đây không là người ta đã, cộng đồng mạng họ đã bóc ra được cái vấn đề là có ba cái số tài khoản đều từ ngân hàng Vietcombank hết và đều mang tên của nữ ca sĩ Thủy Tiên hết. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, nếu mà mình làm công khai và minh bạch thì mình việc gì đâu mà mình phải sử dụng một lúc nó quá nhiều cái số tài khoản, mà đặc biệt ở đây là chỉ có một ngân hàng như vậy. Antifan họ vạch ra rất là hay nha. Họ vạch ra rất là hay. Đó chính là trong cái nội dung hôm vừa rồi, nó có một cái số liệu để người ta chứng minh rằng có hay không cái việc cái số tiền nó bị thay đổi. Cái số tiền của trong cái tài khoản của nữ ca sĩ Thủy Tiên nó bị thay đổi. Và họ chứng minh lần lượt các cái số tiền nó dôi ra là 42 tỷ rồi sau đó là 39 tỷ mấy trăm đó. Thì ở trong đó nó có những cái giao dịch mang tên là giao dịch rút tiền, mang tên là giao dịch rút tiền mặt. Nhưng mà thực tế nó đã được những anti-fan này họ chứng minh cho chúng ta thấy. Tại vì sao tôi nói như thế? Thì đây tôi xin cảm ơn một người, tôi lấy cái hình ảnh này ở trên cái trang Facebook. Và người này, người ta thử thực hiện một cái động tác chuyển khoản cho chúng ta xem. Nha, thực hiện một cái động tác chuyển khoản. Hai cái tài khoản này là từ cá nhân của một người. Cùng một người luôn nha, hai tài khoản này là cùng một người. Chứ không phải là nhiều người đâu. Đây là hai tài khoản của một người. Hai số tài khoản nhưng mà một chủ sở hữu. Thì họ thực hiện cái động tác là chuyển khoản. Nhưng hãy xem cái nội dung ở bên dưới họ ghi là gì. Cái nội dung đây họ ghi là rút tiền này. Họ ghi là rút tiền mặt này. Họ được quyền thay đổi cái nội dung này nếu không thực hiện giao dịch tại quầy. Họ chỉ cần họ thực hiện giao dịch trên điện thoại thôi cũng đã có thể thay đổi được cái vấn đề này rồi.
Đây là một người cùng sử dụng hai số tài khoản của cùng một ngân hàng. Đây là cái app của ngân hàng Vietcombank và họ đã đưa lên trên trang Facebook. Lên trên Facebook chúng ta tìm thấy rất là nhiều những cái thông tin kiểu như này. Họ chứng minh cho chúng ta thấy nếu một người sử dụng hai số tài khoản và họ có thể họ thay đổi cái nội dung giống như những cái gì trong sao kê mà được nữ ca sĩ Thủy Tiên đưa lên trên trang cá nhân của mình. Thì ở đây người ta cũng ghi thực hiện như vậy. Đây là hình thức chuyển khoản nhưng người ta ghi nội dung là rút tiền mặt. Đều thực hiện từ chung một cái tài khoản của người ta, đều có cùng chung một cái tên cả. Đây, muốn biết như thế nào thì đây. Họ đưa ra luôn cho chúng ta thấy, chụp cái màn hình cho chúng ta thấy là đây là cùng chung hai cái số tài khoản nhưng của chung một chủ sở hữu. Không cần thiết phải là như chị này nói, phải là hai người đồng sở hữu tài khoản. Mà cái việc này là cái việc để họ quản lý cái dòng tiền của họ ra vào thôi. Họ được quyền tạo ra hai số tài khoản của một người sử dụng tại cùng một ngân hàng. Họ đã chứng minh được điều này rồi. Cái điều này nó hết sức hợp lý chứ không phải là không hợp lý. Nó có điểm hợp lý của nó. Vậy thì bây giờ sẽ giải thích như thế nào cái vấn đề này. Thay vì cái việc là chúng ta mang nhau ra, chúng ta đấu tố trên cộng đồng mạng, thay vì cái việc mà chúng ta cứ lên nói qua nói lại và đôi co trên đó để kéo khán giả họ đi theo cái câu chuyện này, đi theo cái drama này. Tại vì sao không chọn một cái cách nó văn minh hơn và nó lịch sự hơn? Đó chính là nhờ luật pháp vào cuộc. Về phía của chị này, chị ấy muốn nói cái gì đó là quyền của chị ấy. Như trong lời của cầu thủ Công Vinh nói rằng, đừng có mang cái lời nói của mình để đi giết người. Xin lỗi, lời nói nó không thể giết người được. Bởi vì đó không phải là ông thẩm phán, không phải là phiên tòa. Khi có kết luận cuối cùng của thẩm phán đi, nếu mà thẩm phán phán quyết được, đưa ra cái phán quyết là tử hình, thì khi đó mới nói rằng đó là lời nói, nó cướp đi sinh mạng của một con người. Còn đằng này chị ấy lên, chị ấy nói ra rã suốt 6 tháng vừa qua mà thấy có chết thằng Tây nào đâu. Thì việc gì đâu mà mình phải căng ke vào lời nói người ta làm cái gì. Nếu mình muốn chứng minh mình trong sạch thì cứ làm những cái gì đó để cho cộng đồng mạng họ thấy đi. Làm gì đó để trả lời cho những mạnh thường quân đã tin tưởng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua đi. Chứ việc gì đâu mà phải lên đôi co qua lại. Đằng này nếu mà anh này cứ lên nói rằng, ô bây giờ chị lên tôi thách chị lên chị nói và chị xác nhận trong cái tài khoản của vợ tôi có 320 tỷ đi. Chị kia lên, không tôi không thích xác nhận, tôi nói tôi mơ vậy đó. Ở mấy ông làm về tôi, con ngon thì chứng minh đi. Hai bên cứ đôi co như vậy thì khi nào mới xong? Còn bây giờ cho người ta 2 ngày làm cái gì? Công Vinh hẹn cho chị này 2 ngày để đứng ra chứng minh và làm điều này. Nhưng mà tôi thiết nghĩ không cần cái việc đó. Bây giờ cần thiết nhất, nếu mà chưa ra ngân hàng được vì nói rằng tình hình dịch bệnh thì có thể gọi cho người ta, nhờ người ta sao kê ra cho mình. Rồi mình mang mình up lên toàn bộ tổng thể lên trên đó, giống như vợ chồng của anh Lý Hải và chị Minh Hà như vậy thôi. Cần gì đâu. Rồi sau đó khi mà muốn chứng thực rõ ràng hơn nữa thì chúng ta ra ngân hàng sau khi tình hình dịch bệnh nó đã ổn. Đó là cái cách giải quyết tốt nhất và văn minh nhất. Chứ bây giờ cứ mang nhau ra lên trên cộng đồng mạng ngồi cãi cọ với nhau như thế, giải quyết được cái gì? Nhưng mà nên nhớ là thời nay trên cộng đồng mạng này là thời 4.0 rồi. Rất nhiều người ở rất nhiều ngành nghề khác nhau. Họ có thể họ liếc mắt qua là họ biết được rằng cái câu chuyện đó là thật hay là không thật. Và cái vấn đề đó làm đúng hay là làm không đúng. Rất nhiều thành phần chúng ta không biết được ai là ai. Và họ đã cất công viết những cái bài viết nó cực kỳ logic. Mặc dù họ chỉ đưa ra là thuyết âm mưu thôi. Nhưng cái đó nó hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là không có cơ sở đâu. Và nếu cần tôi sẽ làm những cái video clip đó để tôi lên tôi đưa những cái bài viết trên những trang fanpage đó cho tất cả quý khán giả cùng xem. Bởi vì ở đây chúng ta muốn hướng tới một cái xã hội văn minh. Đừng có mang nhau ra đấu tố trên cộng đồng mạng nữa mà hãy nhờ luật pháp họ vào cuộc để giải quyết cái vấn đề này một cách triệt để hơn. Thứ nhất, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên có thể lấy lại danh dự của mình. Và có thể đứng ra để mà tố cáo cái tội vu khống của chị này. Hoặc giả là chị này đang làm đúng ở cái chỗ là chị ấy chỉ tung những cái giấc mơ ra thôi. Nhưng mà chiều lòng được khán giả của chị ấy và khiến cho người ta tin vào cái lời nói của chị ấy, dù đó chỉ là một giấc mơ, nó không hề có căn cứ và không hề có cơ sở nào cả. Cho nên cách tốt nhất là đừng để cho người ta nghĩ rằng vì cái công của chị này đứng ra để mà tố cáo câu chuyện này lên á, thì vợ chồng anh chị mới đứng ra để đi công khai minh bạch. Thế thì hóa ra là anh chị đang đứng ra để chứng minh cho bản thân của chị này thấy, chứ không cần thiết phải chứng minh cho những người mạnh thường quân đã gửi tiền cho mình hay sao. Đây không phải là lúc để thể hiện việc đó. Đây là lúc để thể hiện rằng mình trong sạch như thế nào và danh dự của mình có đáng bị vùi dập như thế hay là không. Đó mới là cách tốt nhất thưa quý khán giả.
Thì đó là những gì tôi chia sẻ cho quý khán giả nhẹ nhẹ trong video clip này. Hẹn gặp lại trong những video clip lần sau nha. Xin kính chào quý khán giả.